Hồi đó là chị sanh toàn là ở nhà không ấy. Sao ở nhà? Con nghĩ là bà mụ tới nhà. À, chứ không tới bệnh viện hả cô? 7 người con trót lọt hết. Sáu người thôi, còn vô đây với sinh người. Dạ. Ông xã đi kêu bà mụ ở nhà mình đau thì đau mà vẫn bắt nước lên nấu. Đau bụng mà vẫn nấu nước. Thì đau nấu à, đâu có sao đâu. Bình thường. Đau bụng đến lúc sanh anh Thái là bao nhiêu tiếng cô nhớ không? Nếu mà bà mụ tới thì khoảng 2 tiếng nữa mới tới. Cũng dễ sanh. Sanh nhanh lắm cho nên dễ dàng, cho nên ít cứ đi lên trạm xá từ ở đó mà lên trạm xá 10 cây số. Cô để một hồi đặt cái ra liền luôn. Ra liền. Nhanh lắm, để như gà vậy. Để như gà vậy. Thứ hai mà ra một cậu con trai chắc là hạnh phúc lắm. Bao nhiêu ký cô? 3.2 kg. 3.2 kg là bự á. 3.2 kg là bự. Ngon. 3.2 kg. Hồi xưa ông anh ra ông ngoại khoái lắm. Cưng lắm. Mỗi lần, tại vì hồi xưa cái nhà quê của mẹ với quê của ba là cách với cái dòng sông thôi. Dạ. Mà bên đây là Phổ An, bên đây là Nghĩa An. Là cách với cái dòng sông thôi. Mà mỗi lần mà đi qua anh mà ba mẹ mà ẩm anh qua bên ngoại á, là mấy bà ngoại mấy bà gì chạy xuống bến đò là đón lên ẩm lên mất tiêu luôn. Nó đi mất tiêu luôn. Gọi đò luôn. Đó, qua đò cái đi giờ qua con đò từ nhỏ. Trời ơi. Ngay từ nhỏ là đã được ái mộ rồi. Ngay từ nhỏ là đã có fan rồi đó. Hay thiệt. Cái con đò kỳ, con đò đâu cho em qua cái anh đó. Trời ơi, con đò cưng. Lúc đó chăm anh Thái có dễ không cô? Anh Thái có khóc nhè nhõng nhẽo gì không cô? Có ăn bệnh hoạn được không? Từ 1 tháng cho đến 5 tháng thì nó dễ. Nhưng mà khi 5 tháng nó lên là khó lắm, đau hoài. Mà mỗi khi bệnh vậy là chăm cực lắm. Có một lần nó bệnh mà nó đi cầu mà nó đi mà mấy ngày liền luôn mà. Trong khi đó bú sữa mẹ mà. Mà người ta biểu đừng có cho bú sữa mẹ. Tự vì mẹ ăn nhiều quá nó tanh đùa sữa nó tanh. Bú vô nó ỉa đó trời, không cho nó uống. Phải nấu nước gạo á. Rồi cho nó uống. Mà nó đi cầu mấy ngày nó đuối luôn. Rồi sao cô? Ôm tối lại là hai mẹ con nằm trên cái võng á. Mà hồi đó đâu có tả, đâu có sữa rồi giống như bây giờ. Vẫn có nhưng mà mình kinh tế mình khó khăn quá, mình đâu có xài tới cái đó. Dạ. Cho nó mình không xài cho nên nó đái cả đêm thì mình ướt trên người hết luôn. Vẫn chịu đựng luôn. Thì phải chịu đựng chứ, giờ bảo nó xuống nó khóc sao. Rồi lúc ba anh Thái đâu cô? Ba anh Thái đi làm. Đi làm là một mình cô ở nhà là hai người con. Đúng rồi. Rồi tự làm tất cả mọi thứ luôn. Đúng rồi. Không ai phụ luôn hả cô? Ở riêng bà ngoại thì ở bên kia sông, còn bà nội thì già rồi. Con nghe nói anh Thái còn nhỏ lúc 1, 2 đã bắt đầu quậy quọ, bắt đầu mở lập ban nhạc rồi làm gần hả cô? Còn ở quê á. Dạ. Là mỗi lần cô đi về ngoại á, là biểu Thái với mấy chị em ở nhà là nó rủ mấy đứa bạn với lại em nó ở gần đó. Dạ. Lấy thùng mà hồi xưa là thùng cái nước đó. Dạ. Với lại son nồi nó úp xuống vậy làm vàng trống rồi lấy cái chỗ gác nhà làm nó đờn. Trời ơi, nó quậy, nó đánh, nó hát, nó múa, nó nhảy tùm lum. Mỗi lần cô về là cô thấy tùm lum là cô la là xuống. Dạ. Nhau mỗi đứa người ta dẹp. Dạ. Hả? Là nó mê cái hồi nhỏ mới tới lớn. Đam mê từ nhỏ tới lớn luôn. Nhỏ. Mà ngày xưa anh thấy đi học có quậy quọ không? Có cái nào cô quýnh à? Không, ở trường thì cô thấy đi họp phụ huynh không thấy mắng dấu. Ở nhà ở có phá không cô? Hồi nhỏ ở nhà thì nó ham chơi thôi chứ còn không có phá. Có nào cô quýnh ảnh không? Có một lần kêu về không về đó. Đi. Về tắm rửa rồi học bài rồi ngủ ăn uống không về. Cô cầm cây là nó chung xuống dưới gầm. Gầm chung xuống vô trong á. Rồi sao bắt được cô? Tức quá lấy cây thọt vô. Thọt vô trời ơi, thọt có trúng đâu cô? Thọt vô trúng nó bò ra quýnh. Cô quýnh không cô? Quýnh. Trời ơi, quá trời luôn. Dạ. À, vậy thôi tắm xong tắm đồ nó cũng thường hay tắm xong bị hụt chết mấy lần rồi đó. Bị hụt chết mấy lần. Ông già đi biển vô đó lội ra xúm mấy người bạn đó xúm nhau lội hụt chết hụt mấy lần. Quậy theo cách nít chơi bờ rồi vậy đó chứ còn không có phải lì lợm mà đánh mà không biết sợ biết hay này mà tụi này biết sợ lắm. Coi TV mà ba mà nghe tiếng xe ba về là phải tắt hết. Từ đầu vô học bài liền. Dạ. Sợ lắm. Nói chung là sợ cha mẹ lắm. Thái phát hiện ra là mình thích hát và hát hay vào lúc nào? Hồi còn đi học là đi học. Đã hát chưa? Đi nhỏ rồi. Hồi tiểu học là đã hát chưa? Tiểu học là đã hát rồi mà tiểu học là Thái là cái gì? Đội trưởng đội văn nghệ. Nhà trường tổ chức là nhà trường có mời phụ huynh là ba mẹ lên hạnh diện lắm à. Lên coi nó hát hạnh diện lắm à. Lúc đó đã hát hay chưa cô hay là chỉ bình thường thôi? Hồi đó hát hay lắm, hồi đó cũng hát hay lắm. Là có hai mà hát nhạc của trường đó. Dạ. Mà cũng hay lắm. À là cũng hiểu rồi. Vậy là ai là người khuyến khích, ai là người định hướng cho Thái tiếp tục cái con đường mà làm ca sĩ của mình?
Con là con giống cái gen bên ngoại. Bên ngoại mấy ông cậu hát hay, đàn giỏi. Mẹ, mẹ biết hát không? Biết. Mẹ cũng được. Biết luôn. Tốt nghiệp trường trung học xong là anh thi rồi. Hai trường, một trường cao đẳng hát nghệ thuật và một trường là ngoại ngữ tin học. À, đậu hai trường luôn. Thì nghe nói rằng là ngay lúc đó thì là ba phải nằm bệnh viện. Dạ. Là ông già, bệnh ông già đang bị tai biến, nó nhẹ thôi. Nhưng mà đang nằm bệnh viện thì thấy là đang đi học, đang đi thi chứ thi với đậu hai trường, mừng quá chạy từ đó lên bệnh viện. Ba hết bệnh luôn. Khoe với ông già, với ông già mừng quá luôn. Dạ. Hai trường, đậu hai trường luôn, mừng quá về khoe. Khoe là coi như ông già cũng bớt đi một phần nào bệnh. Khỏe hơn, tinh thần phấn chấn hơn liền. Học xong xong hai trường, học một năm sau đó là mới nói là bây giờ hỏi bố kiếm ông mẹ là cực bây giờ con thực sự là con học hai trường một lúc con học không có nổi. Cực quá đúng không? Thì cái trường kia là vô toàn ngồi máy vi tính rồi kia nọ, nhưng không ở đây thì quá khỏe, học đi học, học nhạc, học đồ đó. Cái đam mê của mình nó vẫn lớn hơn, trái bổng hơn. Nên là bỏ cái trường kia qua trường này học trường này không. Thì ba mẹ cũng cho con quyết định, động viên rất là nhiều. Nếu ba mẹ mà cấm đoán hay là không cho mình theo nghề chắc giờ cũng không làm nổi, không theo nổi. Tại vì biết bao nhiêu người nói sao mày cho con mà đi làm sướng cao vô lòi vậy? Đi lo làm kinh tế không lo, nhút luôn cần người không lo, đi làm mà đi lo nữa. Đi hát, mà hát không có nổi tiếng, hát bao nhiêu tiền chứ. Nhưng mà bố mẹ cứ chấp nhận vậy, đồng ý cho con mình cố gắng. Và cái đó là niềm động lực cho mình. Học 3 năm ở đó rồi mà tốt nghiệp ra cử nhân thanh nhạc. Từ năm 2001, năm 98 tới 2001 là anh ra trường. Như vậy là ra trường xong thì cứ đi hát được liền chưa? Con được sở văn hóa thông tin chọn đi lưu diễn ở Nhật một tháng. Mới vừa ra trường á hả? Dạ, có mấy ngày sau là được. Ra trường có được thử giọng chưa hay là trong cái trường đó may mắn thôi? Vô trường đã chọn luôn mà. Vô trường đã chọn là sinh viên xuất sắc. À. Trong trường là chỉ có chọn được một mình anh. Trời. Bao nhiêu người đã chọn được một mình anh đi. Để được đi Nhật lưu diễn. Đi Nhật lưu diễn. Cái cảm xúc mà cô mà biết anh Thái được qua Nhật cảm xúc sao cô? Lần đầu tiên con mình được đi nước ngoài, là lần đầu tiên mà con mình được người ta mời đi hát nữa. Trong khi chưa có nổi mà được như vậy, cô chú mừng lắm. Mừng hơn là được già. Mà bà đúng được tiền không anh? Bên đó mình hát đi, hát vô cho cộng đồng bên đó, rồi là mình đi hát giao lưu văn hóa. Dạ. Nên là cũng có tiền bạc quan trọng, nhưng trọng cái mình ra mình được cái bước đi cho mình, cái bước đẹp cho mình như vậy là ok. Rồi khi mà anh qua Nhật á, rồi anh một tháng trời rồi anh có liên lạc với gia đình mình không? Có, cũng là lúc đó mình thôi liên lạc cũng chưa nhiều đâu. Đúng rồi, chưa có Facebook gì đúng không anh? Chưa đâu. Liên lạc cũng khó khăn lắm, nhưng mà cũng có gọi điện thoại về. Mà đi hát rất là khổ, hồi xưa mình biết rồi, đi hát mình chưa nổi tiếng, mình đi hát mấy cái nhà hàng nói như trả vài chục ngàn, nhưng mà đi hồi xưa thì nhà cũng khổ, đi hát mà ông già phải lấy xe đạp chở đi hát, mà đậu đâu giống đậu ngay chỗ nhà hàng đâu, đậu xa đó. Bao nhiêu tuổi Thái? Lúc đó là em tốt nghiệp năm 2001 á. Chi tiết mà ba lấy xe đạp và chở con đi hát. Đỡ mà mắc cỡ đậu thiệt là xa rồi, đi bộ tới. Đi vô hát đạp bảo vét đồ đó, hát trong những cái quán nhậu rồi đó, hát nhau nghe đó là một đêm được 50. Dạ. 50 hồi đó chung là khoảng 7 năm trời cũng trang văn văn chung. Có một lần cô nhớ, có một lần cái ông đó nó vô nó hát, cái ông đó ổng trúng cái bài hát của ổng sao từ ổng cho nó 500.000 luôn, mà không phải là ổng cho nó, mà tại trên sân khấu mà khi ra đó ổng nắm tay nó ổng cho ông kêu cháu hát bài này đúng tâm trạng của chú quá trời luôn, chú tặng cháu này, nó mừng quá, nó đem gì nó đưa cho chị. Dễ thương quá. Nó kể cho chị nghe. Giới thiệu tên hồi xưa anh là Ngọc Thái. Giới thiệu tên Ngọc Thái ra sân khấu thì không ai vỗ tay hết. Dạ. Sau này nhưng mà hát xong khán giả không cho vô. Vài bài với môi sân khấu là bởi vậy là bầu show nó cũng rất là thích. Cho nên như là lúc đợi ngôi sao tới thì lôi này ra nó hát là vài bài cũng được kéo được thời gian dài. Đó, nên là bọn số cũng gọi nhiều là bao giờ mới làm album rồi tiền đó. Thì lúc đó này là nhà đầu tư, lúc đó nhà hồi xưa là ông già cũng khá lắm. Đã khá rồi. Là bắt đầu cũng đi làm cũng có tiền, bán quán nhậu. Cứ lên nhà mình là nhầm nhà con là kinh tế lên xuống xong rồi mấy lần áp ban đầu là làm bán đồng hồ. Bán đồng hồ chợ Bến Thành đó. Xong có rồi bị bà nội này mất nè, cái phải chở về quê chôn. Cái chú ông xã với đêm thấy người ta đi vô đi ra xe đò có tiền đó, với gì với mua xe đò, mua hai chiếc xe hồi đó cả tỷ bạc đó, rồi coi như là làm là sạc nghiệp luôn.
Sạc nghiệp luôn đó, lúc đó là em ra trường là nhà luôn sạc nghiệp rồi. Sạc nghiệp rồi đó, hồi tháng có xe Honda mà đi luôn đó. Ba chở đi bằng xe đạp, đạp luôn đó, lúc đó không có xe Honda mà đi. Sạc nghiệp đó, thì dẹp mới bắt đầu đi bán quán nhậu. Cái quán 134, 136 bây giờ đó, là Nguyễn Nguyễn đại học đó, là mẹ là thức đêm thức hôm, gia đình luôn, gia đình luôn. 4 giờ chiều là lên là mía tới 5 giờ sáng mới về. Con nghe nói cô thương anh Thái nổi mà cô mua xe cho anh Thái đúng không? Đúng rồi. Và tiền mua xe đó đâu ra cô? Tiền mua xe của cô để dành. Cô để dành hả cô? Cô để dành để đâu cô? Cô bỏ heo. Trời đất ơi. Lúc đi hát chưa? Lúc đó đi hát rồi nhưng mà chưa nổi tiếng. Đi hát mà chưa nổi tiếng. Ngày cô bỏ nhiêu tiền trong? Vô trần lắm, có khi cô lời nhiều cô bỏ nhiều, cô lời ít cô bỏ ít. Trong một ngày đó mà thí dụ như cô trừ chi phí đâu đó hết rồi ăn tiêu rồi luôn rồi còn dư bao nhiêu là cô bỏ vô. Để dành cho Dương Ngọc Thái thôi. Không phải là cô để dành riêng Dương Ngọc Thái, nhưng mà cô để dành cho gia đình. Gia đình. Khi mà gia đình cần cái gì hoặc là cái gì mình cũng có cái khoản tiền đó mình đem ra mình xử cho nó nhanh. Xử cho nó nhanh. Ngay từ lúc bây giờ cô vẫn còn bỏ heo mà. Dạ. Tại sao mà quyết định đập con heo đó mà mua xe cho anh Thái? Cô đập hai con luôn á. Đập hai con. Một con là ra album đầu tay cho nó nữa. Trời ơi. 25 triệu. Đập cái con heo. 25 triệu. Đập con heo đầu tiên để làm album. Đập con heo thứ hai là mua xe. Mua xe. Mua xe gì cô? FH. Bên xe đề lăn chứ. Xe đề lăn. Rồi lúc đó có đề lăn rồi hả? Ghê thiệt. Hồi đó mà có đề lăn rồi đó. 15 triệu cô nhớ miết cái giờ luôn. Cô nhớ miết cái giờ luôn thì cô đập heo cô tiếc. Khóc không cô, đúng không? Khóc không? Tiếc không cô? Làm sao tiếc, mình đầu tư cho con mà con. Trời ơi thương chỗ mẹ, đầu tư mua xe cho con, nghĩ là đầu tư thôi. Chứ không nghĩ mà con mình xe xua. Còn con xin tiền mẹ không giờ mẹ cho. Mày xin tiền hồi nào? Nãy đó xin 300 ngàn. Giàu hơn mẹ mà con nói gì vậy? Bây giờ mẹ đã nói con bây giờ phải đập bỏ con heo đi nè. Dạ. Ừ, đúng rồi, bỏ heo đi. Đó, ngay từ lúc bây giờ cô vẫn còn bỏ heo mà. Dạ, để khi mà mình gặp cái gì mà khó khăn, để khi mà cần cái số tiền là đúng mình phen phen liền. Đúng khi rồi. Mà mình live stream không được đó. Không được, mình ế xô, mình bị chặn Facebook, mình đập ra. Bài đầu tiên là tao biết anh là bài nào anh? Bài đầu tiên là bài gọi đò rồi hợp chất con đò xuất sang một loạt con lít là lấy số 1. Trúng bài gọi đò đó. Trúng bài gọi đò là một là lấy số 1 á, từ lấy số 1 trở đi là 528 là lấy số 1. Trúng bài gọi đò hay nhất. Ra một thứ mà tốt nghiệp ra trường là một loạt bài luôn, làm một dính loạt rồi luôn. Có em ngày xưa em làm quán cà phê á, con ngồi thiệt làm phục vụ đó mà mở Dương Ngọc Thái liên tục. Anh cái live show đầu tiên là có sự hỗ trợ của gia đình không hay tự anh trang trải hết? Phải có hỗ trợ chứ. Cũng lại là gia đình. Nhưng mà khi lúc anh anh nổi tiếng lên á là mới từ lấy số 128 là lúc ba mẹ là anh thôi ba mẹ khỏe lại sướng lại à. Lúc đó là con đi hát bao nhiêu là đưa cho mẹ, đưa cho mẹ để lo cho ba, để mẹ lo trang trải, nên là bố mẹ lúc đó là nghỉ hưu luôn rồi đó, không có làm từ 28 luôn. Cái lúc mà live show anh Thái á, cô có hỗ trợ anh Thái vậy, vấn đề vật chất là không nói gì rồi, còn hỗ trợ thêm gì không? Tinh thần là cô hết mình luôn. Bán vé bán đồ luôn á. Đứng ra cô bán vé vô trong phòng vé là cô ngồi cô bán vé. Trời cô ơi. Mấy đứa con. Cô có đi ship vé luôn không? Không, cô đi cô với mấy đứa con cô ngồi bán vé tại chỗ. Rồi bán vé luôn, giao cho người ta. Trời ơi, nhất mấy con chạy trời nó chửi không chứ. Chửi sao cô? Làm gì chửi người cô? Mình bán mình giận với nó chửi. Tự nhiên con của tôi hát mà tôi bán vé mà bán vé cho nó ra nó bán lại rồi mình còn giành khách với nó là nó chửi là đúng rồi. Nó chửi là đúng rồi. Trời, chửi đúng rồi. Mà tại thương con quá đúng không con? Chứ trời ơi con mình mà hát mà ra bán vé luôn. Đúng rồi. Rồi hàng đêm mà nếu mà tổ chức chương trình vậy thì lớp nào đâu quản lý tiền, lớp nào bán vé, lớp nào phải chạy vô coi thấy hát. Coi như là khi mà gần cuối chương trình mà chạy chuẩn bị vô. Mà mở màn á là mới bắt đầu chạy vô giao cho con quản lý thốt tiền vô trong giỏ sách theo. Trời ơi lúc chuẩn bị mở màn á là bắt đầu là bố mẹ vô mày vẫn vô để coi con mình hát vô coi gì lên sân khấu luôn chứ lên vô căn nhà luôn. Thái mời đó, Thái mời hai vợ chồng lên sân khấu, lên show nào cũng mời. Trời ơi, bây giờ bố mẹ còn nổi tiếng hơn anh luôn rồi đó. Vậy hả? Bây giờ lên show 1 tới lên show 6 là mời hết là... Đi ra Hà Nội cũng đi theo ra luôn, mời luôn. Bí mật gì mà từ trước giờ anh Thái chưa chia sẻ ở đâu không? Anh Thái có gia đình chưa vậy? Có rồi luôn hả? Đó em chưa biết luôn đó. Ờ, giờ em chưa biết đâu, em chia sẻ rồi đó. Dạ, bao nhiêu bé rồi? Hai đứa con rồi. Hai đứa con rồi hả? Trời ơi. Thái hiền, Thái hiền lắm hả chị? Hiền lắm. Hiền. Thái có tâm thật. Đi với mấy ông thầy chùa rồi. Với hát từ thiện nhiều lắm. Dạ, con thấy nó đã hơi ngắn ngắn rồi đó cô. Cô phải canh nha cô nha. Con thấy hơi ngắn ngắn rồi đó. Dạ. Mấy em thầy ở quê Quế ngoài đồ thương nó lắm. Mà đi hát từ thiện cũng hơi nhiều. Đi hát thì thôi về nhà là tụng kinh. À. Tụng
mà nhà em biết nhà chị ở trên lầu 4 mà nó mở cái loa mà nó tụng nguyên cái xóm nó họ biết bàn thờ để mỗi lần thái gì là họ biết rồi đó, tụng kinh là họ biết thái gì. Trời ơi, cái tụng kinh cái là cả xóm biết luôn á hả? Tuốt ở trên lầu đó rồi nó nghe tiếng mình tụng cái trong cái micro á. Dạ. Nghe to. Bình thường là giọng nó lực rồi mà còn quất thêm cái micro nữa. Cô có mong muốn không gì nữa với anh Thái nữa không? Nói chung là tới đây là cũng đã thấy đã nguyện rồi. Quá đủ rồi đúng không? Cầu mong con cái nó được mạnh khỏe, bình an và gia đình nó hạnh phúc là cái điều đó là là mẹ lúc nào cũng mong muốn con như vậy. Còn còn nếu mà tiến càng tiến lên được nữa thì mình càng mừng mình thôi. Càng, đúng không? Anh Thái có là phải là người mà hay thể hiện tình cảm với mẹ không hay là chỉ để trong lòng thôi? Anh là ít bao giờ anh thổ lộ tình cảm, mà anh hành động là nhiều, mình làm nhiều hơn là mình nói. Dạ. Nhưng mà nếu bây giờ có một cái lời nói gì đó mà trước giờ anh chưa nói với mẹ, anh có lời nào muốn gửi tới mẹ của anh không? Thật sự là nếu mà không có ba mẹ thì Thái không được nhà, không được, được bước theo con đường nghệ thuật tới ngày hôm nay. Tại sao? Tại vì gia đình là kinh doanh mà Thái là con trai trưởng. Nên là ba mẹ cũng muốn là con mình cũng đi làm kinh tế chứ ai đi làm đi ca hát, cũng đi ca hát đâu có tiền đâu. Toàn là lấy tiền nhà ra không à, chứ làm đâu MV có đầu tư. Đâu có đầu tư thôi chứ đâu có lâu vô được. Thì thẳng ra sẵn đây chương trình thì con cũng nói ba mẹ là con thực sự nói những gì ba mẹ đang suy nghĩ và con hiểu hết. Và con sẽ cố gắng làm sao để cho mẹ càng một đến tuổi già lúc nào cũng tự hào là có một đứa con Dương Ngọc Thái như vậy, lúc nào cũng tự hào là con mình sẽ làm được cho ba mẹ mình như ngày nào, hãnh diện như ngày nào, và không có để cho ba mẹ buồn bất cứ điều gì. Thời gian nó sẽ như vậy. Dạ, cảm ơn.